viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi với chẩn đoán chấn thương vỏ miệng do tai nạn sinh hoạt. Người nhà bệnh nhi cho biết, trẻ chơi đùa và ngã vào thanh sắt dựng đứng, bị thanh sắt chọc vào miệng gây rách vỏ miệng. Sau ngã, bệnh nhi đau và chảy máu nhiều nên đã được người nhà cho nhập viện. Bệnh nhi vào viện trong tình trạng có các vết rách giữa vùng vòm miệng dọc tới gần lưỡi gà, kích thước khoảng 2 x 3cm, chảy máu nhiều. Các bác sĩ ngay lập tức phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhi, khâu tạo hình phục hồi vào miệng. Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hà, trưởng khoa tai mũi họng trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhi cho biết, đây là vết thương phức tạp, sâu, vùng vòm miệng nhiều mạch máu nên bệnh nhi chảy máu nhiều, nếu không được xử lý kịp thời sẽ gây mất máu, nguy cơ nhiễm trùng, sau này có thể ảnh hưởng đến việc ăn uống, nói, phát âm của bệnh nhi. Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hà cho biết thêm, mua vùng vòm miệng rất mềm, trẻ có thể bị thương, đau khi ăn uống nên để vết thương mau liền, hàng ngày cha mẹ nên vệ sinh miệng cho trẻ bằng nước muối natri clo 0,9%, cho trẻ thức ăn mềm, nguội, theo dõi điều trị phác đồ của bác sĩ. Bác sĩ Hà cũng cảnh báo những tai nạn sinh hoạt thường gặp nhất là thương tích dầu ngã, tai nạn cắt, đâm do vật cứng, sắc nhọn. Do đó, các gia đình cần chú ý, đặc biệt không để trẻ vừa nô đùa vừa cầm đồ vật cứng, sắc nhọn để tránh gây thương tích đáng tiếc cho trẻ.